Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Thanh Bình Đắk Nông. Thì hôm nay em sẽ chào đến quý vị và các bạn cái mảnh đất này có cái tổng diện tích là 8 sao trên sổ. Mảnh đất này với nhiều tiện ích lân cận. Trên đất thì đã có cà và tiêu thu chính và có 40 mét đường bê tông và 400 mét thổ cư hiện hữu. Đất này thì phía dưới là phía dưới mặt tiền nền thì bác chủ đã múc đất rồi. Thì quý anh chị và các bạn mua để làm nhà nghỉ dưỡng thì có thể xây ngay và luôn được luôn quý vị nhé. Và đây là hình ảnh thực địa mà em quay trên đất này. Đất rất bằng đẹp, nguồn thu chính là cà phê và tiêu. Cây được bác chủ chăm sóc rất tốt cho nên á, cây rất là xanh tươi luôn. Đất đỏ ba gian tươi xốp, không có sỏi đá. Mảnh đất này thuộc về xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Và cái giá thì em cũng nói luôn, em xin treo lên tiêu đề mô tả. Mảnh đất này từ vị trí em chị này về bên tay phải là ra một con đường nữa. Và mảnh đất này trên cái đất thì quý vị thấy rồi đó, thực địa thì rất bằng đẹp và nguồn thu thì rất ổn định. Và rất gần, cái đặc biệt của mảnh đất này là rất gần ủy ban nhân dân xã, cây xăng chợ luôn quý vị nhé. Và đây là hình ảnh em vẽ lại cái ranh biên của cái mảnh đất này cho quý anh chị và các bạn được nhìn và nắm bắt được cái ranh biên hình thù của cái mảnh đất này. Tổng diện tích của cái mảnh đất này là 8 sào trên sổ. Hiện hữu có 400 mét thổ cư. Nằm trong một khu dân cư rất là đông quý vị nhé, rất đông luôn. Đây thì bây giờ em sẽ quay lại cao một vòng để quý vị và các bạn nắm rõ cái mật độ dân cư lân cận. Rất đông dân cư quý vị ạ. Nằm trên một cái view ruộng rất là đẹp luôn. Thì ở Đắk Nông mà có một cái mảnh đất nghỉ dưỡng đẹp như thế này thì cũng rất là còn rất là hiếm nha quý vị nhé. Thì những mảnh đất này á, nó nằm rất là gần ủy ban nhân dân xã. Thì bây giờ em sẽ thu cái live cam lại gần để quý vị và các bạn nắm rõ được cái mật độ dân cư cũng như là ủy ban nhân dân xã, trường cấp 1, cấp 2, chợ, cây xăng thì đã nằm rất là gần cái lô đất của mình rồi quý vị nhé. Thì trước mặt quý vị đó là ủy ban nhân dân xã và cái trung tâm nằm trên một cái view ruộng rất là đẹp luôn ạ. Và cái mảnh đất này á thì đường bê tông di chuyển khoảng 200 đến 250 mét thì ra đến đường nhựa. Đường nhựa là đó là đường nhựa liên huyện luôn quý vị nhé. Đường liên huyện và đi có thể đi thông ra các cái tỉnh lân cận về miền Bắc luôn. Mảnh đất có nhiều tiện ích. Ở phía dưới là có một đường ranh mương thủy lợi, nước chảy qua trước được bao nhiêu đường bê tông, rất là đẹp luôn quý vị ạ. 25 mét à? Mảnh đất này cách ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, cây xăng, chợ búa thì nó chỉ rơi vào khoảng 1,5 km. Và trên hình ảnh thực địa thì quý vị thấy rồi đó, cây trồng rất xanh tốt, có nguồn thu ổn định. Nằm trong khu dân cư đông đúc, điện đài rất là đầy đủ luôn. Đất rất bằng đẹp quý vị nhé. Đất rất bằng đẹp, tươi sọ. Đất đỏ ba gian tươi xốp, không có sỏi đá luôn. Đây là cái hình ảnh mà
cái video em quay cái mặt tiền đường. Cái mặt tiền đường ở đây á, là mình có 40 mét mặt tiền đường. Và cái vùng đất mà để mà xây nhà có thổ cư á, thì đã được bác chủ múc đất san lấp cái mặt bằng ở đó để quý vị và các bạn mua thì có thể xây được nhà làm khu nghỉ dưỡng đúng quý vị nhé. Và đây là con đường bê tông trên cái mảnh đất này, và có một đường ranh mương nước thủy lợi chạy trước mặt lô đất 40m của mình, 40m mặt tiền đường nhựa này, em xin lỗi, 40m mặt đường bê tông này. Và bám 8 sào lân cận phía sau. Và đã có 400m thổ cư hiện hữu. Thì với những cái tiện ích mà mảnh đất này đã có sẵn thì quý vị và các bạn, đây là một nơi nghỉ dưỡng rất là hoàn hảo để quý vị và các bạn có thể xây nhà và định cư lâu dài. Rất là tiềm năng luôn quý vị nhé. Cây trồng thì rất là xanh tốt. Em xin nhắc lại cái lô đất này, nó tọa lạc tại xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cái giá thì cũng rẻ thôi, với nhiều tiện ích như thế này. Mà giá em sẽ treo lên tiêu đề mô tả để quý vị và các bạn vào tiêu đề mô tả để tham khảo cái giá. Nói chung là bây giờ để mà mua một mảnh đất mà có 400m thổ cư hiện hữu như thế này á, thì mua thổ cư thôi cũng đã nhọc tiền rồi. Với lại ở đây á, chất đất rất là bằng, rất là đẹp. Và lại á, đất đỏ ba gian tươi xốp, với lại nguồn thu ổn định. Nằm xung quanh một cái khu dân cư rất là đông. Và cộng nhiều cái tiện ích lân cận, đó là chính là ủy ban nhân dân xã, cũng như là bệnh xá, cũng như là cây xăng, chợ búa, rồi trường học cấp 1, cấp 2, rồi trường mầm non. Cũng cách lô đất của mình không quá 1,5 km. Đường thủy lợi thì từ một cái view hồ này đổ xuống cái đất của mình quý vị nhé. Mật độ dân cư rất là cao luôn. Vâng, em chỉ biết nói đến đây thôi. Quý vị và các bạn quan tâm đến cái mảnh đất này á, thì quý vị và các bạn liên hệ cho em cái số điện thoại ở trên màn hình, và cho em xin một lượt đăng ký kênh. Nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video clip mà em đăng sau. Vâng, mật độ dân cư rất cao quý vị nhé. Rồi á, bên cạnh đó thì trước mặt mình có một cái ranh mương thủy lợi nước chảy như thế này quý vị ạ. Vâng, rất là phong thủy luôn. Vâng, em xin được dừng cái video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn lại những cái video clip sau. Xin được chào quý vị và các bạn.